NATO đối đầu Nga nếu Ukraine thất bại, nhà máy vũ khí ở Moscow đã sẵn sàng. Pháp tính đưa lực lượng đặc biệt tới Ukraine. Ukraine gồng mình phản công dữ dội, chặn đứng đà phát triển của Nga ở Adipka. Khoảnh khắc hệ thống phòng không của Ukraine bị vũ khí Nga hạ gục. Hamas tuyên bố có thêm 7 con tin thiệt mạng trong các vụ đánh bom của Israel. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo nhận định Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, nếu Ukraine bị đánh bại trên chiến trường, các nước vùng Baltic có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga. Theo ông, nếu điều này xảy ra thì NATO sẽ đi tới chiến tranh với Nga vì các nước Baltic đều là thành viên của tổ chức này. Phía Nga cũng đang cho thấy quyết tâm dứt khoát thay đổi tình hình tại Ukraine khi chuyển đổi nhiều địa điểm dân sự thành địa điểm sản xuất quân sự với năng suất ngày và đêm. Bộ trưởng Lloyd Austin nói, nếu là một quốc gia vùng Baltic, bạn sẽ rất lo lắng về việc liệu mình có phải là mục tiêu tiếp theo hay không. Họ hiểu Tổng thống Putin, họ biết ông ấy có khả năng gì. Và thành thật mà nói, nếu Ukraine thất thủ, tôi thực sự tin rằng NATO sẽ đi tới chiến tranh với Nga. Trước đó, phát biểu với báo giới, Tổng thống Macron cho biết không điều gì bị loại trừ về việc hỗ trợ Ukraine ngăn cản Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này. Ông cũng đề cập đến khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Biden công khai tuyên bố quân đội Mỹ sẽ không được triển khai tới Ukraine, thậm chí từ những tuần trước xung đột và nhà lãnh đạo Mỹ đã lặp lại lập trường này cả trong thời gian sau đó. Ngày 27 tháng 2, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Biden đã có quan điểm rất rõ ràng từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột này, đó là sẽ không có quân đội Mỹ tham gia chiến đấu ở đây. Trong khi đó, trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 29 tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo những hậu quả của việc can thiệp vào nước Nga sẽ trở nên bi thảm hơn nhiều so với trước đây. Mới đây, Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết Kiev lo ngại các lực lượng của Nga có thể phá vỡ phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè trừ khi các nước phương Tây tăng cường nguồn cung hỗ trợ đạn dược. Nga hiện đang cho thấy quyết tâm dứt khoát thay đổi tình thế tại Ukraine không chỉ là lời nói suông. Trung tâm mua sắm Itlamas ở thành phố Izhev thuộc miền Tây nước Nga từng là nơi xuất hiện nhiều thương hiệu nổi tiếng của phương Tây. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã biến mất. Nơi này hiện đã trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học chuyên sản xuất UAV Lancet. Đây chỉ là một trong nhiều nơi ở Nga chuyển đổi từ mục đích dân sự sang sản xuất vũ khí. Theo Guardian, các nhà máy sản xuất đạn dược phương tiện và trang thiết bị quân sự ở Nga đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca 12 tiếng bắt buộc. Tình hình gần như hoàn toàn tương phản ở phương Tây, ít nhất là ở những khía cạnh quan trọng nhất với Ukraine như sản xuất đạn pháo. Đến tháng 2 năm 2023, một năm sau khi xung đột xảy ra, sản lượng của châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo một năm. Trong khi đó, phương Tây hồi tháng 1 nói với tờ New York Times rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả một năm, gấp đôi ước tính ban đầu của phương Tây thậm chí có dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang suy nghĩ xa hơn cuối năm nay. Telegraph dẫn lời một người trong ngành quốc phòng cho biết họ đang nói về việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng trong 3 năm tới. Điều đó có nghĩa là họ đang tính đến việc giao tranh trong ít nhất từ 3 đến 4 năm nữa. Điều này có nghĩa là nếu phương Tây không hành động, Ukraine có thể thua cuộc. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ hôm 29 tháng 2 giờ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định Tổng thống Vladimir Putin sẽ không dừng lại đến chừng nào Nga chiếm được ưu thế trước Ukraine. Cũng theo ông Austin, các nước láng giềng của Nga ở Baltic hiểu ông Putin và những gì ông có thể thực hiện. Ông nói và thẳng thắn mà nói, nếu Ukraine sụp đổ, tôi thực sự tin rằng NATO sẽ dính vào xung đột với Nga. Ngay trước khi ông Austin nói đến tình huống NATO xung đột trực tiếp tại Ukraine, anh đã kêu gọi các đồng minh NATO xem xét việc gửi lực lượng viện trình của liên minh tới Ukraine. Theo Fox, cùng với việc kêu gọi gửi lực lượng tham chiến, Giới lãnh đạo Anh cũng kêu gọi NATO xem xét việc áp đặt vùng cấm bay trên lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát và tăng cường viện trợ quân sự. Sĩ quan tình báo CIA và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Larry Johnson nói, kế hoạch được báo cáo của Vương quốc Anh về việc triển khai quân đoàn viện trinh của NATO tới Ukraine là một sự ảo tưởng viền vông của người Anh và không có cơ sở thực tế. Ông Johnson phần nào có cùng quan điểm với Matthew Gordon Banks, nhà tư vấn quan hệ quốc tế, cựu thành viên quốc hội và là nhà nghiên cứu cấp cao đã nghỉ hưu tại học viện quốc phòng vương quốc Anh, người nói rằng ông không nghĩ những thông tin về lực lượng NATO ở Ukraine nên được xem xét nghiêm túc. Nhà tư vấn Gordon Bain nói những lời đề nghị mà tôi đã nghe hiện nay khá phi thực tế. Khi được yêu cầu bình luận về các diễn biến không thuận lợi đối với lực lượng kiev trên chiến trường, ông nhấn mạnh rằng mọi thứ ở kiev đang sụp đổ khá nhanh. Gordon Bain lập luận tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã rất khó khăn khi sa thải vị tướng hàng đầu của mình là Valery Zaludny, và tôi nghĩ rằng ông ấy giờ đây thực sự là một tổng thống thiếu quyền lực và tầm ảnh hưởng. Earn Rasmussen, một trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, chuyển sang làm cố vấn quân sự và địa chính trị, cũng có bình luận tương tự. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin về các kế hoạch của London là sự thật và nếu đây là giấc mơ của ai đó thì nó có thể nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với người Anh và lực lượng NATO. Đó không phải là một giải pháp hay đề xuất thực tế, Nga chiếm ưu thế hoàn toàn trên không, hậu cần, làm chủ nguồn cung cấp đạn dược đây sẽ là thảm họa đối với bất kỳ lực lượng nào của anh và chắc chắn sẽ là biểu tượng cho thấy sự tham gia trực tiếp của nato điều này thực sự có thể nguy hiểm về mức độ gia tăng rasmussen nhấn mạnh và lưu ý rằng các lực lượng anh có thể bị xóa sổ khá nhanh chóng cựu quân nhân mỹ cho rằng ai đó trong quân đội anh có thể đang gặp một số loại trải nghiệm ảo tưởng khi đề xuất một kịch bản như vậy rasmussen kết luận đó là một nhiệm vụ cảm từ đối với những đội quân đó và nó chắc chắn sẽ kéo nato vào tình thế nguy hiểm hơn nhiều và đối đầu trực tiếp với nga Ngày 1 tháng 3, tờ Le Monde của Pháp dẫn các nguồn tin cho biết, chính phủ Pháp đang cân nhắc gửi một lực lượng quân sự nhỏ trực tiếp tới Ukraine để hướng dẫn cho lực lượng vũ trang nước này và nhằm gian đe Nga. Theo Le Monde, lực lượng đặc biệt của Pháp cũng đã tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ba Lan và hộ tống việc vận chuyển vũ khí của nước này tới Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng này luôn dừng lại ở biên giới Ukraine. Pháp muốn đào tạo cho người Ukraine trên thực địa về các hệ thống phòng không do các cơ sở vũ khí đất đối không của Ukraine thường xuyên là mục tiêu của lực lượng Nga. Ngoài ra, theo Le Monde, hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác sẽ có khả năng bảo vệ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Ukraine. Chính phủ Pháp có việc triển khai quân như vậy là một cách đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược đối với Nga, và điều đó có thể hạn chế khả năng tấn công của Nga. Đặc biệt, kế hoạch này có thể thiết yếu trước khi các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến tới Ukraine vào cuối năm nay. Cho đến nay, Pháp vẫn phủ nhận binh sĩ nước này hiện diện ở Ukraine. Thông tin trên tờ Le Monde xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây tranh cãi khi nói rằng không thể loại trừ khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine trong tương lai. Ông nói, hôm nay không có sự đồng thuận nào về việc gửi binh sĩ tới thực địa một cách chính thức. Về mặt động lực, chúng ta không thể loại trừ bất cứ điều gì. Chúng ta sẽ làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bình luận của ông Macron đã khiến các thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phải lên tiếng làm rõ rằng họ không có kế hoạch như vậy. Trong khi đó, ngày 1 tháng 3, RT đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné nói với đài phát thanh Frank Inter rằng sẽ không có binh sĩ chiến đấu nào được gửi tới Ukraine. Ông nói, Paris sẽ không mạo hiểm xảy ra xung đột trực tiếp với Moscow. Mọi việc chúng tôi làm là để tránh chiến tranh giữa Nga và NATO. Hồi tháng trước, truyền thông Pháp cho biết Tổng thống Macron cùng phái đoàn thương mại nước này đã quyết định hoãn chuyến thăm Ukraine vì các lo ngại an ninh. Tạp chí Challengers của Pháp tiết lộ, các bên cần thêm thời gian để chuẩn bị an toàn cho hành trình vào Ukraine của Tổng thống Macron. Phái đoàn đại diện Hội đồng Kinh doanh Quốc tế Pháp Ukraine, MEDEF, cũng hủy kế hoạch công tác tại Ukraine, bên lề chuyến thăm của Tổng thống Macron. Truyền thông Pháp cho hay, lãnh đạo nước này còn có dự định đến thăm thành phố Odessa trước khi đặt chân đến thủ đô Kiev. Nội dung chuyến thăm sẽ xoay quanh các thỏa thuận hỗ trợ tái thiết Ukraine. Ông Macron còn có kế hoạch tuyên bố thành lập quỹ đầu tư dân sự tại Ukraine với tổng trị giá hơn 215 triệu đô la Mỹ huy động đầu tư từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp. Paris kỳ vọng có thể chỉ định cơ quan phát triển Pháp AFD là đơn vị tổng điều phối cho toàn bộ viện trợ từ Pháp và Ukraine. Tổng thống Macron muốn tăng cường viện trợ cho Kiev và vận động gói viện trợ mới với hỗ trợ từ nhiều nước châu Âu cùng lập trường. Theo chuyên gia quân sự người Nga, trung tá dự bị, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử, ông Oleg Ivanikov, những nỗ lực của phương Tây đang được thực hiện nhằm cố gắng phong tỏa Kaliningrad như những gì họ làm với Transnistria. Nhà phân tích lưu ý rằng chính quyền Moldova do Tổng thống Maya Sandu lãnh đạo vốn có thái độ thù địch với Nga và đã đưa ra những quyết định gây khó khăn nhất có thể đối với việc vận chuyển hàng hóa tới Transnistria. Hiện Mỹ và các đồng minh châu Âu đang nỗ lực thực hiện việc phong tỏa khu vực Kaliningrad của Nga. Nhà phân tích cáo buộc hành vi của Moldova phải được coi là một nguy cơ gây ra thảm họa nhân đạo, đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người. Đối với khu vực Kaliningrad, phương Tây đã cố gắng tổ chức phong tỏa khu vực lãnh thổ hải ngoại của Nga ngay sau khi kế hoạch quân sự tại Ukraine diễn ra. Tuy nhiên, Washington và các đối tác châu Âu khó thành công bởi vì khu vực trên có quyền tiếp cận biển, nơi không thể bị phong tỏa nếu không có xung đột trực tiếp với Nga. Đồng thời, vị chuyên gia cho rằng tất cả các tuyên bố của những quan chức nước ngoài liên quan đến việc vô hiệu hóa Kaliningrad cần phải được xem xét phù hợp với các quy định của pháp luật hình sự Nga. Theo Asia Times, Kaliningrad là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO, là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwalki dài 60 km, nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng gian đe với NATO. Trong những năm gần đây, Nga đã hiện đại hóa và tăng cường lực lượng ở Kaliningrad. Năm 2020, Nga nâng cấp lữ đoàn bảo vệ khu vực này thành sư đoàn. Stephen Wills, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Hải quân nhận định, Kaliningrad giống như một pháo đài nằm trên biển Baltic với rất nhiều tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác. Vì vậy, nó là mối đe dọa. Vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến nó trở thành mối đe dọa với NATO và cũng là một điểm yếu đối với Nga chuyên gia Dmitry Gorenbuk nhận định Kaliningrad nằm trong lòng NATO nên nếu xung đột xảy ra, việc liên minh có thể cắt đứt nó với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn. Tạp chí Phú Uân cho biết bản tài liệu dài 17 trang đóng dấu ngày 15 tháng 2 năm 2022, bao gồm những chi tiết về dự thảo thỏa thuận hòa bình được Nga và Ukraine thảo luận ngay sau khi xung đột giữa hai nước bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Theo tờ báo này, Kiev duy trì tính trung lập là một trong những yêu cầu quan trọng mà phía Moscow đưa ra. Dự thảo thỏa thuận cũng hạn chế quy mô quân đội của Kiev và buộc Ukraine công nhận Crimea là một phần của Nga. Phản ứng trước tập tài liệu được công bố, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow và Kiev đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước hòa bình vài tuần sau khi giao tranh bắt đầu, nhưng Nga không muốn tài liệu này được công khai. Toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt do quyết định từ phía Ukraine sau khi có chỉ đạo của Anh. Ông Peskov nhấn mạnh. Nga và Ukraine đã tổ chức hội đàm tại Istanbul vào cuối tháng 3 năm 2022. Ban đầu, Moscow bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, sau đó Nga cáo buộc Ukraine đi ngược lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng họ đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev. Truyền thông đưa tin, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã đặc biệt tới Kiev để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán với Moscow. Điều này cũng đã được nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul, David Arakami xác nhận vào tháng 11 năm 2022. Về phía mình, cựu Thủ tướng Johnson phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong việc làm trạch hướng các cuộc đàm phán hòa bình. Theo tạp chí Fuon, dự thảo thỏa thuận hòa bình không đề cập đến những vùng của Ukraine sau này sắp nhập vào Nga. Báo Mỹ chỉ ra vấn đề này dự kiến được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky, nhưng điều này chưa bao giờ thành hiện thực. Báo này cho biết các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga dự kiến trở thành những người bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình. Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ các cuộc đàm phán ở Istanbul. Các quan chức Nga đã nhiều lần lên tiếng sẵn sàng giải quyết khủng hoảng thông qua ngoại giao. Moscow đổ lỗi cho Kiev và những nước ủng hộ ở phương Tây vì đã từ chối tham gia đối thoại. Đồng thời cho rằng điều này khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình trên chiến trường. Hiện Nga không có lý do gì để phải sớm thỏa hiệp với Ukraine và phương Tây Moscow có nhiều lý do để tin rằng tiếp tục giao tranh sẽ cải thiện vị thế của họ. Điều kiện tiên quyết để đưa điện Kremlin đến bàn đàm phán là nguồn viện trợ phương Tây cho Ukraine, chỉ đủ để bảo toàn các chiến tuyến hiện tại thay vì đẩy các lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine hoàn toàn. Thứ hai sẽ là khôi phục liên lạc trực tiếp giữa Washington và Moscow, đặc biệt là các kênh hậu trường như đã từng được sử dụng trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Để thúc đẩy Nga tham gia đàm phán, Mỹ nên tranh thủ ảnh hưởng của các cường quốc ngoài phương Tây đối với Nga đó là những quốc gia có ảnh hưởng ở Nam Bán Cầu như Brazil và Nam Phi, cũng như Trung Quốc, đối tác chiến lược hàng đầu của Nga và là đối thủ hàng đầu của Mỹ. Mặc dù Trung Quốc chắc chắn hài lòng rằng việc hỗ trợ cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí của Mỹ mà lẽ ra có thể sẵn sàng để bảo vệ Đài Loan, nhưng cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn sẽ chỉ khuyến khích mở rộng sản xuất quân sự ở Mỹ và châu Âu. Động lực lớn nhất để Nga thỏa hiệp sẽ là địa chính trị, triển vọng dần lấy lại vai trò ngoại giao vốn đã được công nhận trong các vấn đề an ninh châu Âu. Điều này sẽ làm giảm phụ thuộc của Moscow vào Trung Quốc và mang lại quyền tự chủ địa chiến lược lớn hơn trong việc đối phó với cả phương Tây và phương Đông. Ngày 1 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh thường niên huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Xác lệnh nêu rõ huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang theo xác lệnh chính phủ nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành liên bang nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang nga theo quy định những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện Huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm ngoái, Quốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân thêm ít nhất 5 tuổi. Luật mới cho phép Nga huy động nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng không vướng bận điều gì ở độ tuổi 40, 50 hoặc 55. Trong tất cả các trường hợp, giới hạn tuổi huy động quân được nâng lên 5 năm, điều này đồng nghĩa những sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong lực lượng dự bị như các vị tướng có thể được gọi nhập ngũ trở lại ở độ tuổi 70 thay vì 65, trong khi những sĩ quan cấp bậc cao khác có thể lên 55, 60 hoặc 65. Trước đó, trong bài phát biểu hàng năm của Tổng thống trước Quốc hội Nga, ông Putin vạch ra những nhiệm vụ lớn trong 6 năm tới. Theo người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Putin đích thân soạn thảo nội dung bài phát biểu và đã có hàng chục cuộc liên lạc qua điện thoại và gặp trực tiếp với các bộ trưởng, phó thủ tướng và các quan chức chính phủ khác như thông lệ, khoảng 1.000 người đã được mời đến dự buổi phát biểu thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo Nga. Trong số đó có thành viên của cả hai viện trong Quốc hội Nga, các quan chức chính phủ và chính quyền, người đứng đầu tòa án hiến pháp và tối cao, các thống đốc, đại diện các tổ chức tôn giáo, nhà ngoại giao và nhà báo, kể cả người nước ngoài. Ngoài ra, theo ông Peskov, những người tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine cũng đã được mời bài phát biểu hàng năm của tổng thống trước quốc hội nga theo truyền thống đưa ra đánh giá về tình hình trong nước và vạch ra các xu hướng cơ bản trong chính sách đối nội và đối ngoại năm ngoái tổng thống putin bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc giải thích lý do tại sao nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở ukraine theo ông putin nga phải sử dụng vũ lực để bảo vệ người dân sống trên mảnh đất lịch sử của mình và ngăn chặn mối đe dọa đến từ chế độ ở kiev Giới phân tích quốc phòng từng nhận xét rằng, Ukraine càng gặt hái thành công trên chiến trường thì Nga càng trở nên khó dự đoán, có thể tung ra những đòn bất ngờ nhằm giành lấy thế chủ động. Nhưng sau 2 năm xung đột, cục diện đã thay đổi. Hiện nay, quân đội Ukraine rơi vào thế yếu. Tân Tổng tư lệnh quân đội nước này, tướng Oleksandr Shitsky phản ánh tình hình dọc chiến tuyến hai nước là căng thẳng và khó khăn đối với Ukraine. Thông tin này xuất hiện giữa lúc phương Tây quan ngại sâu sắc về tình trạng quân đội Ukraine thiếu vũ khí đạn dược một cách nghiêm trọng. Còn viễn cảnh phương Tây viện trợ thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine thì rất u ám. Trong khi đó, Nga đang đón đếm các thành quả của mình trên thực địa với việc chiếm được thị trấn công nghiệp Adipka ở Donetsk cách đây khoảng 2 tuần cùng với một số khu định cư xung quanh kể từ thời điểm đó. Tuy nhiên, đá tiến của quân đội Nga cũng có thể tạo nguy hiểm cho chính Moscow khi tình cảnh thê lương của binh sĩ Ukraine có khả năng khiến cho các bên hậu thuẫn cho Ukraine và muốn đánh bại Nga trên chiến trường đi tới chỗ quyết tâm trao cho Ukraine mọi thứ cần thiết để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Trong bối cảnh Ukraine đang thụt lùi trên chiến trường, giới phân tích cho rằng chính Nga đang đối mặt với khả năng phương Tây muốn bù đắp gấp cho Ukraine bằng cách trao cho nước này các hệ thống vũ khí tiên tiến, tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu. Khi ấy, cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn và nguy hiểm hơn đối với Nga. Giới phân tích gọi tình huống này là nghịch lý gia tăng. Christopher Granvin, giám đốc quản lý của Global Political Research mới đây nhận xét, giao tranh dữ dội hàng ngày và thương vong cao là điều nhất quán với nguy cơ gia tăng thấp. Ngược lại, nếu một bên giành được thế thượng phong thì để bù trừ sẽ xuất hiện nguy cơ cao gia tăng xung đột từ phía bên đang rơi vào thế bất lợi. Ông Granvin nói thêm, thành quả của Ukraine trong nửa sau của năm 2022 đã khiến người ta e sợ Nga sẽ dùng đến đòn hạt nhân. Nhưng nay khi quân đội Ukraine đang bị mất đất, đặc biệt là sau khi Adipka thất thủ, xung lực gia tăng xung đột sẽ đến từ các nước phương Tây hậu thuẫn cho Ukraine. Nghịch lý gia tăng căng thẳng đã được chứng minh sống động bằng tuyên bố gần đây của tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc không loại trừ khả năng đưa quân đội NATO vào tham chiến tại Ukraine. Mặc dù ông Macron nói rõ rằng chưa có sự đồng thuận về vấn đề này trong các lãnh đạo châu Âu và quan chức Mỹ, Canada tham gia hội nghị về Ukraine ở Paris hôm 26 tháng 2 vừa qua, ý kiến của ông đã làm xôn xao dư luận. Một số nhà phân tích cho rằng tổng thống Pháp Macron đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Nga và rằng Moscow sẽ thích thú trước tình trạng bất đồng công khai trong nội bộ NATO về vấn đề này. Tuy nhiên, giới phân tích chỉ ra rằng quan điểm của ông Macron có logic riêng và ông đã giúp tập trung chú ý vào cảnh ngộ của Ukraine. Nhà nghiên cứu Granvin nói, để khống chế các cuộc tấn công hiện thời của Nga trên khắp mặt trận, Ukraine cần có thêm vũ khí và nhân lực. Về mặt logic, các chính phủ phương Tây quyết tâm bảo đảm Nga thất bại thì họ có thể tính đến việc đưa lực lượng quân sự của riêng họ tới mặt trận này. Ông Granvin lưu ý, Cơ chế gia tăng xuất phát từ thực tế là rủi ro trong cuộc chiến này đối với các bên liên quan là quá cao. Các nhà phân tích tại hãng tư vấn rủi ro TNO nhất trí rằng, đằng sau ồn ào quanh các bình luận của ông Macron, có những tiến triển trong nỗ lực tăng cường ủng hộ cho Ukraine khi mức độ rủi ro gia tăng. Antonio Barroso và Castel Nicken nhận xét vào hôm 28 tháng 2, tuyên bố của ông Macron về kịch bản binh sĩ phương Tây hiện diện tại Ukraine đã làm dấy lên tranh cãi. Phản ứng sau đó của các nhà lãnh đạo châu Âu đã làm tăng cảm nhận chung về sự thiếu thống nhất trong nội bộ EU. Đồng thời, các quốc gia thành viên EU cũng dần dần tiến tới cho ủng hộ hơn nữa cho Ukraine và cùng phát triển dài hạn năng lực phòng thủ của châu Âu. Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin xoay quanh xung đột Nga-Ukraine. Mới đây, một video do Ukraine công bố cho thấy binh sĩ Nga làm theo hướng dẫn của drone để đến vị trí đầu hàng sau khi lâm vào tình thế hiểm nghèo. Đơn vị thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ drone Aiden West thuộc lữ đoàn xung kích Sơn cước độc lập số 10 Ukraine gần đây đã đăng video quay bằng drone trinh sát cho thấy một binh sĩ Nga ẩn nấp trong hố đạn pháo gần một chiếc thiết giáp đã bị phá hủy. Người lính này giơ hai tay hướng về phía chiếc drone trinh sát của Ukraine, ngỏ ý muốn đầu hàng. Thiết bị này sau đó thả một chiếc hộp xuống gần vị trí của binh sĩ Nga. Người lính Nga nhặt chiếc hộp lên và tìm thấy một mảnh giấy bên trong có nội dung yêu cầu anh đi theo chiếc drone nếu muốn sống. Chiếc drone sau đó hướng dẫn binh sĩ Nga băng qua khu vực đầy hố đạn pháo để tới một chiến hào, nơi lực lượng Ukraine chờ sẵn để bắt anh làm tù binh. Đơn vị Aiden West cho hay họ sợ hãi và muốn sống. Thêm một người lính Nga đầu hàng chiếc drone, anh ta hiểu rằng đây không phải là cuộc đấu riêng của mình, không rõ thời điểm và địa điểm video được quay. Một chỉ huy đơn vị drone của Ukraine hồi tháng 2 kể về cách dùng thiết bị bay không người lái để chỉ dẫn binh sĩ Nga cách đầu hàng. Bên cạnh việc chỉ dẫn binh sĩ Nga cách đầu hàng, Drone còn được lực lượng Ukraine dùng để vận chuyển nhu yếu phẩm như lương thực, thuốc men và cả thuốc lá cho binh sĩ ở tiền tuyến. Tuy nhiên, chức năng phổ biến nhất của thiết bị này là được sử dụng làm vũ khí cảm tử bằng cách trang bị nhiều loại đầu nổ khác nhau tùy vào mục tiêu nhắm tới như đạn phân mảnh, đạn RPG cho đến liều nổ nhiệt áp. Hồi tháng 2, video được trang The Telegraph của Anh công bố cho thấy nhóm binh sĩ điều khiển UAV cảm tử Ukraine đã phát hiện một nhà kho được phía Nga sử dụng để cất giữ khí tài hạng nặng phục vụ cho kế hoạch quân sự. Được biết, nhà kho trên nằm cách tiền tuyến khoảng 4,8 km. Nhóm binh sĩ Ukraine sau đó liền tổ chức cuộc tấn công bằng UAV vào nhà kho trên, mà không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ đối phương. Theo một số báo cáo do Ukraine công bố, vụ tấn công đã khiến phía Nga thiệt hại hai xe tăng T-72, 2 pháo phòng không S-60, một xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và 2 xe tải. Phía Ukraine không công bố địa điểm và thời gian cụ thể của vụ tập kích, song cho hay đã phá hủy nhiều phương tiện trị giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ của Nga bằng drone, giá chưa tới 5.200 đô la Mỹ, mang theo đầu đạn nặng khoảng 2 kg. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định cuộc tập kích cho thấy Ukraine đang phải phụ thuộc thế nào vào máy bay không người lái UAV, đặc biệt là drone, để thực hiện nhiệm vụ phá hủy phương tiện chiến đấu của Nga. Nguồn đạn pháo cạn dần của Ukraine đang là vấn đề lớn khi Quốc hội Mỹ chưa duyệt gói ngân sách bổ sung để cung cấp viện trợ cho nước này. Trong khi đó, các nước châu Âu chưa thể hoàn thành cam kết cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Kiev. Ukraine gần đây tăng cường sản xuất drone để sử dụng trên chiến trường, đồng thời nhận loại phương tiện này từ nhiều quốc gia như Anh và Latvia. Nhu cầu của Ukraine gia tăng sau khi Nga nhanh chóng tăng sản lượng loại khí tài không người lái này. Theo đài RT, quân đội Nga vừa qua đã công bố các đoạn video do máy bay không người lái UAV quay với mục đích cho thấy một cuộc tháo chạy hỗn loạn của các lực lượng Ukraine trước khi Kiev ra lệnh rút lui. Trong một video, các binh sĩ đang cố gắng chạy bộ khỏi Adipka, bỏ lại nhiều thiết bị hạng nặng để tăng cơ hội sống sót. Quân Nga đã pháo kích và không kích vào lực lượng đối phương đang rút lui. Đoạn video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy rõ các phương tiện quân sự của Kiev đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Những binh sĩ Ukraine cố gắng rút chạy khỏi Adipka trên xe bọc thép cũng trở thành mục tiêu tập kích của quân Moscow. Trong video, một chiếc xe đấu bộ binh dòng BMP của Kiev đã bị UAV cảm tử oanh tạc khi đang di chuyển chậm trên đường ra khỏi trao lửa ở vùng miền đông Đôn Bát. Tuy nhiên, sau 2 tuần tháo chạy khỏi Adipka, dường như lực lượng Ukraine đã lấy lại được tinh thần, tăng quân tiếp viện, phản công dữ dội để chặn đứng đà phát triển của Nga. Cụ thể, kênh Suriyak Map đưa tin, trên khu vực phía tây Adipka, các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra tại Berdychi và Tonenke mà không có thay đổi đáng kể. Nguyên nhân khiến Nga thiếu tiến bộ là do các đợt phản công dữ dội của Ukraine quân tiếp viện của Kiev đã tới chấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên khi lực lượng Nga đang rất gần. Trong diễn biến có liên quan, Nga đang cố gắng tiến xa hơn về phía tây Adipka, trong khi quân đội Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới. Theo hướng Adipka, quân đội Nga đang tăng cường cường độ pháo kích do có lợi thế đáng kể về đạn dược. Họ cũng đang tăng số lượng các nhóm xung kích thành nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn và đang triển khai lực lượng dự bị mới, do đó đã đạt được một số thành công cục bộ. Tướng Oleksandr Tanhapsky, chỉ huy nhóm chiến lược và chiến dịch Tabria của Ukraine viết, tình hình hoạt động rất ác liệt và lưu ý rằng người Ukraine đang tiếp tục các hoạt động phòng thủ, khôi phục các vị trí đã mất ở một số khu vực và thiết lập thêm các vị trí cấp sư đoàn, vị trí bắn và trạm quan sát mới. Tuy nhiên, tướng Tanapsky không tiết lộ cụ thể chi tiết các khu vực Ukraine vừa giành lại được trên mặt trận Adipka. Ông Tanapsky cho biết trong ngày qua, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của Nga theo hướng Adipka, 30 cuộc tấn công theo hướng Novo Babdivka và một cuộc tấn công theo hướng Orekhov. Vị chỉ huy Ukraine cho biết, tổng cộng trong ngày qua tại khu vực của nhóm chiến lược và chiến lược Tapria đã có 36 cuộc không kích của Nga, 56 cuộc giao tranh, 1074 vụ pháo kích và 118 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử. Ông Oleksandr Sitsky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, mới đây tiết lộ qua Telegram những tính toán sai lầm của cá nhân các chỉ huy trong khu vực Adipka. Ông Sisky nhấn mạnh, tình hình đặc biệt căng thẳng đã phát triển ở hướng Adipka và Zaporizhia. Ông Sisky báo cáo rằng các đơn vị tấn công của Nga đang cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát các khu định cư như Tonenke, Oloka, Semenovka, Berechi và Krasnohorovka. Theo báo cáo của Shisky, Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra gần Zaporizhia, xung quanh Vebove và Rabotino, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát. Tổng tư lệnh Siskii cũng chỉ ra rằng, sự thành công của bất kỳ trận chiến nào đều phụ thuộc vào chất lượng của việc lập kế hoạch và việc cấp dưới thực hiện hiệu quả kế hoạch của người chỉ huy. Ông siski viết: "Trong quá trình đánh giá công việc của một số chỉ huy, chúng tôi đã xác định những tính toán sai lầm nhất định trong nhận thức tình hình và đánh giá đối phương, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định phòng thủ ở các khu vực cụ thể." Tổng tư lệnh Ukraine cũng đảm bảo rằng các biện pháp khắc phục đã được thực hiện nhanh chóng bằng việc phân bổ thêm đạn dược và các nguồn dự trữ cần thiết. Ông báo cáo rằng các lữ đoàn Ukraine đang phải tham gia vào các trận chiến khốc liệt chống lại lực lượng vượt trội của đối phương. Mặc dù chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công các vị trí của Ukraine. Cũng liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, quân đội Ukraine cho biết đã rút khỏi hai ngôi làng nữa gần Adipka, mất thêm lãnh thổ do sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây suy giảm. Ông Shisky ngày 29 tháng 2 cho hay quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi làng Oloka, phía tây thành phố Adipka Oloka cách Rastokin chưa đầy 2 km về phía tây bắc, nơi đã bị lực lượng Nga kiểm soát tuần này. Bộ Quốc phòng Nga nói lực lượng của họ đã đảm bảo được các vị trí thuận lợi hơn trong khu vực adipka đồng thời gây tổn thất cho các đơn vị Ukraine xung quanh Oloka và các làng lân cận. Lực lượng Nga cũng đã tiến vào làng Rabotino ở tỉnh Zaporizhia, nơi Ukraine kiểm soát trong chiến dịch phản công năm ngoái. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi xung đột bùng phát. Ông nhấn mạnh thắng bại của Ukraine trên chiến trường phụ thuộc vào hỗ trợ từ các đồng minh và đối tác. Ông cũng hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Các nhà quan sát quân sự của tờ Bloomberg nhận định, chiến lược của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến đến nửa cuối năm nay, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất đạn pháo của phương Tây cũng có thể có kế hoạch tăng cường nguồn lực vũ khí cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép Kiev lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới có thể diễn ra vào năm 2025. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, Ukraine sử dụng các máy bay hiệu suất cao như F-16 để đạt được ưu thế trong các hoạt động tấn công trên không. Trong khi đó, các xe tăng do phương Tây cung cấp sẽ tăng cường khả năng chiến đấu trên mặt đất cho Ukraine. F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa năng do General Dynamics, và Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ. Tiêm kích này dài 14,8m, cao 4,8m, sải cánh 9,8m, trọng lượng cất cánh 16,875 tấn, tốc độ 2.100 km h tầm bay trên 3.200 km, trần bay 15.240 m. Máy bay chiến đấu hạng nhẹ này được trang bị một khẩu pháo M61 Vulcan và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder. Tên lửa AIM-9 Sidewinder có tầm bắn tối đa 35,4 km, đạn vận tốc M2,7. F-16 nếu được trang bị vũ khí không đối không có thể sẽ mang lại ưu thế trên không cho không quân Ukraine và tạo ra mối đe dọa đối với không quân Nga. Trước đó, việc chuyển giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ Đan Mạch cho Ukraine cũng đã bị trì hoãn tới 6 tháng, giáng đòn mạnh vào niềm hy vọng đối đầu với Nga trên không ngay đầu năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, Ukraine sẽ nhận được 6 máy bay chiến đấu đầu tiên vào quý 2 năm 2024, thay vì vào những ngày đầu năm như đề xuất ban đầu. Bộ trên cho biết, trong một tuyên bố được The Guardian và Kiev Post trích dẫn, dựa trên thời gian biểu hiện tại hoạt động chuyển giao sẽ diễn ra vào quý 2 năm 2024. Tháng 8 năm 2023, Đan Mạch và Hà Lan thông báo họ sẽ gửi tiêm kích F-16 tới Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên sẽ đến Ukraine vào dịp năm mới. Kiev đã kêu gọi các nhà tài trợ phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu nhằm giúp tăng cường sức mạnh cạnh tranh trên bầu trời trước Nga. F-16 được trang bị hệ thống điện tử và radar tân tiến hơn so với các máy bay cũ thời Liên Xô mà Kiev đang sử dụng. Loại máy bay này cũng được thiết kế để phóng các loại vũ khí theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Lực lượng không quân Ukraine đã trải qua xung đột kéo dài gần 2 năm với Nga, khiến số lượng chiến đấu cơ sụt giảm mạnh. Nhưng việc tiếp nhận vũ khí mới, tiên tiến hơn cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi phải có đủ cơ sở vật chất và đào tạo trước khi phi công Ukraine có thể bay lên bầu trời. Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ Hà Lan đang chuẩn bị chuyển giao lô 18 máy bay phản lực F-16 cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết chuyển giao F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các thỏa thuận được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Na Uy cũng cho biết họ sẽ gửi hai máy bay chiến đấu F-16 tới Đan Mạch để giúp huấn luyện phi công Ukraine. Bỉ cũng sẽ gửi hai chiếc F-16 tới Đan Mạch để đào tạo phi công Ukraine trong suốt năm 2024. Cuối năm 2013, Bộ Quốc phòng Anh thông báo rằng nhóm phi công Ukraine đầu tiên được quân đội Anh đào tạo đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và bắt đầu chuyển sang học lái máy bay F-16 của Đan Mạch. Hãng tin độc lập Sota của Nga đưa tin, nhà máy sản xuất chất nổ Svelov tại Nizhny Novgorod, The Zerudinsk của Nga được cho là đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, đồng thời công bố những đoạn phim trong đó có thể nghe thấy những tiếng nổ lớn các quan chức Nga và Ukraine chưa bình luận về vụ việc mới nhất được báo cáo. Nga đã phải hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ở Ukraine hai năm trước. Trong đó, một số cuộc tấn công nhằm vào thủ đô Moscow và nhiều cuộc tấn công đã nhắm vào các kho đạn dược. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái. Nhà máy Svelov của Nga bị Bộ Ngoại giao Mỹ trừng phạt vào tháng 7 năm 2023 nhằm đáp trả cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bộ mô tả, nó là một doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước của liên bang ở Nga, chuyên sản xuất chất nổ, hóa chất công nghiệp, ngòi nổ và đạn dược. Nhà máy này cũng đã bị EU, Anh, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Canada, Úc và Ukraine trừng phạt. Trong cuộc xung đột, Nga vẫn luôn chiếm ưu thế về nhân lực và vũ khí. Mặc dù có sự tranh lệch về hỏa lực, quân đội Ukraine đã đạt được thành công ở phía Bắc, Đông Bắc và Nam của đất nước, giành lại được một số vùng lãnh thổ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine, Oleksandr Kamisin cho biết, công nghệ máy bay không người lái UAV và ngành công nghiệp quốc phòng nội địa của Ukraine đang phát triển là nhân tố thay đổi diễn biến trên chiến trường. Sản lượng vũ khí nội địa của Ukraine đã tăng gấp 3 lần trong năm 2023 và có kế hoạch tăng gấp 6 lần trong năm nay. Ông Kamisin cho biết, Ukraine đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu về công nghệ máy bay không người lái, trong bối cảnh UAV đã trở thành vũ khí đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Ukraine đã tích cực sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu của Nga. Kyiv tuyên bố UAV của họ đã làm hư hại và phá hủy hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ thiết bị của Nga, bao gồm hơn 1.000 xe tăng, 1.600 xe bọc thép và gần 900 khẩu pháo. Khi các đồng minh phương Tây chưa thể ngay lập tức cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại cho Ukraine, Kyiv đã tìm cách bổ sung hệ thống phòng không ghép tổ hợp phòng không Franken kết hợp tên lửa của phương Tây với các bệ phóng và radar từ thời Liên Xô vẫn còn trong kho dự trữ của Ukraine đã phát huy hiệu quả trên chiến trường. Ông Kamisin cho biết, Ukraine có một số khả năng để phát triển các công nghệ kể trên khi Kiev đang tích cực thử nghiệm các nguyên mẫu trong thời gian thực trên chiến trường. Trong tháng 2, chính phủ Anh cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của UAV và tuyên bố sẽ đầu tư 4,5 tỷ bảng Anh và UAV trong thập kỷ tới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường chấn áp các hoạt động phòng không của Ukraine, làm hư hại hoặc phá hủy hàng chục hệ thống của Kiev, bao gồm cả những hệ thống do phương Tây cung cấp. Quân đội Nga tiếp tục tìm kiếm và phá hủy các hệ thống phòng không của lực lượng Kiev bằng vũ khí dẫn đường chính xác. Các nguồn tin Nga vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cuộc tấn công vào hệ thống phòng không tầm xa S-300 Ukraine, được triển khai gần khu định cư Rusynia thuộc khu vực Donetsk. Trước khi bắt đầu kế hoạch quân sự của Nga, lực lượng Kiev có khoảng 100 khẩu đội S-300P, S-300PT, S-300PS và S-300V1 trong biên chế. Trong vài tháng đầu hoạt động, nước này nhận thêm một tổ hợp S-300PMU từ Slovakia. Nga cũng tung video tấn công hệ thống phòng không tầm trung Buk M1 của Ukraine cũng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra tại khu định cư Khoten thuộc vùng Sumy. Lực lượng Kiev có khoảng 70 hệ thống Buk M1 trước khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự một số hệ thống này đã được nâng cấp lên tiêu chuẩn Buk M12. Trong thời gian qua, quân đội Nga đã tăng cường trấn áp các hoạt động phòng không của Ukraine, làm hư hại hoặc phá hủy hàng chục hệ thống của Ukraine, bao gồm cả những hệ thống do phương Tây cung cấp. Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ tên lửa Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố đã bắn trúng hệ thống phòng không của Nga. Lực lượng Nga đã ngăn chặn nhiều cuộc tấn công do lực lượng Ukraine tiến hành theo nhiều hướng khác nhau như Adipka, Zaporizhia và Kupiansk lực lượng Nga cũng tấn công các trạm tác chiến điện tử, kho đạn dược và các cơ sở khác của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không Nga đã chặn nhiều tên lửa HIMARS và các máy bay không người lái, cũng như hai tên lửa do Ukraine phóng trên Biển Đen. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện video cho thấy cảnh hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ thuộc phiên chế các lực lượng vũ trang Ukraine, VSU, bị phá hủy. Theo video, tên lửa đầu tiên đã bắn trúng trạm radar và tên lửa tiếp theo phá hủy một bệ phóng gần đó. Thông tin trong video có đoạn, đoạn video cho thấy thêm một hệ thống phòng không Patriot của các lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Các diễn biến xung đột trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Khi phát biểu tại diễn đàn Ukraine năm 2024 được tổ chức tại Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết khoảng 50% viện trợ mà các nước phương Tây hứa hẹn đã không được chuyển tới cho nước này đúng thời hạn. Ông Umerov cho rằng nếu không được giao đúng thời hạn, lực lượng Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn khi chiến đấu với Nga ở tiền tuyến. Video được Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 Ukraine công bố gần đây cho thấy một xe máy địa hình bốn bánh của toán binh sĩ Nga di chuyển nhanh trên con đường đất bên ngoài Rabotino, ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia. Máy bay không người lái cỡ nhỏ drone của Ukraine phát hiện và thả đạn phá hủy chiếc xe của lực lượng Nga. Theo các binh sĩ Ukraine đang cố thủ tại Rabotino, lực lượng Nga những tuần qua triển khai nhiều cuộc đột kích với từ 1 đến 3 xe địa hình bốn bánh vào ban đêm. Kokos, binh sĩ Ukraine chuyên vận hành drone, nhận định xe địa hình cơ động hơn các phương tiện bánh xích. Kokos nói, pháo binh khó bắn trúng các phương tiện này, do đó chúng tôi phải sử dụng drone để hạ chúng. Các binh sĩ Ukraine cho biết, lực lượng nước này và Nga sử dụng drone nhiều đến mức toàn bộ hoạt động từ luân chuyển quân đến tiến công đều diễn ra ban đêm, khi các loại drone cảm từ rẻ tiền hoạt động kém hiệu quả hơn. Binh sĩ Ukraine cũng thừa nhận lực lượng Nga áp đảo họ về số lượng drone lẫn nhân lực vận hành. Một binh sĩ Ukraine cho biết, chúng tôi không đạt được số lượng như họ, Nga sản xuất loạt mọi thứ, chất lượng thấp hơn nhưng số lượng lớn hơn. Khi một drone của họ bị hệ thống gây nhiễu của chúng tôi vô hiệu hóa, họ lại cho một chiếc khác xuất kích. Giống nhiều binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến Rabotino, An thay cho biết tình trạng thiếu đạn dược do gói viện trợ quân sự mới của Mỹ chưa được thông qua, khiến các đơn vị chúng tôi hoạt động kém hiệu quả. Chúng tôi thiếu đạn trầm trọng. Trong khi đó, phía Nga đã tăng cường tấn công vào nhiều khu vực khác nhau dọc theo tiền tuyến ở Ukraine và giành được một số lợi ích về mặt lãnh thổ trong những ngày qua trong bối cảnh Ukraine đang vật lộn với cơn khát đạn pháo. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trước đó từng cảnh báo Kyiv đang rất cần đạn pháo và cho rằng Nga vượt trội hơn Ukraine rất nhiều trong các cuộc tấn công bằng pháo binh với số lượng đạn pháo nhiều hơn từ 5 đến 10 lần. Trả lời phỏng vấn New York Times trong một cuộc họp báo ở Davos, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận việc thiếu đạn dược đang cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong cuộc xung đột hiện nay với Nga. Theo ông Zelensky, việc đáp ứng nhu cầu của quân đội Ukraine không hề đơn giản. Nhà lãnh đạo Ukraine nói, sản lượng vũ khí hiện tại của thế giới như đạn pháo không đủ để quân đội Ukraine trụ vững trong cuộc giao tranh với Nga. Ông nhấn mạnh thêm rằng, ngay cả một triệu máy bay không người lái mà ông nói Ukraine sẽ sản xuất được vào năm 2024 cũng sẽ không đủ để giúp họ chiếm ưu thế trước Nga. Theo một chuyên gia quân sự cho biết, Nga không chỉ tăng cường các cuộc tấn công mà còn tìm cách nâng cao hiệu quả bằng cách kết hợp giữa máy bay không người lái và tên lửa. Trung tướng Ihor Romanenko, Cựu phó tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tìm kiếm những tuyến đường phức tạp để tên lửa hành trình bay qua Ukraine, vượt qua các khu vực được hệ thống phòng không bao phủ và tấn công mục tiêu từ những hướng bất ngờ. Ngoài ra, Nga bắt đầu sơn một số máy bay không người lái màu đen để tấn công vào ban đêm và thay thế cánh quạt bằng động cơ phản lực để chúng bay với tốc độ 500 km/h. Đánh giá về chiến thuật mới của Nga, ông Romanenko cho rằng họ đẩy mạnh tấn công để buộc chúng tôi phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình, chấm dứt hành động thù địch và công nhận quyền kiểm soát của họ ở miền đông và miền nam Ukraina. UAV Lancet của Nga gần đây đã hiển thị tên mục tiêu như Leopard 2, T-72 hoặc trạm radar, cho thấy khả năng tự động nhận diện khí tài đối phương. Video được nhiều kênh Telegram quân sự của Nga chia sẻ gần đây, UAV Lancet khi bám bắt vật thể cần tấn công đã thể hiện tên cụ thể của mục tiêu như xe tăng Leopard 2 xe tăng T-72 hoặc RLC chạm radar ANTPQ-50 thay vì dòng chữ khóa mục tiêu như trước. Biên tập viên David Hamlin của Force nhận định tính năng khóa mục tiêu của Lancet dường như đã thông minh hơn. Điều này có thể báo trước cấp độ mới của trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tác chiến. Jacques Kalenborn, chuyên gia thuộc chương trình công nghệ chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở tại Mỹ nhận định tính năng phân loại bằng máy học có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất cho khả năng tự động nhận diện mục tiêu của UAV Lancet. Tuy nhiên, tính năng này nhiều khả năng chỉ để giúp người vận hành xác minh độ chính xác của công nghệ tự động nhận diện mục tiêu, bởi các đòn tập kích của UAV Lancet vẫn được tiến hành theo trình tự cũ. Được biết, Lancet là loại UAV cảm tử được sản xuất bởi công ty Zala và tập đoàn Kalashnikov. Lancet được coi là vũ khí hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường ở Ukraine. Lancet giống như một loại đạn dẫn đường, có thể trinh sát và tấn công mục tiêu theo chỉ thị của hệ thống điều khiển. UAV Lancet nặng 15 kg đã chứng tỏ khả năng hạ gục một loạt mục tiêu từ xe tăng chiến đấu chủ lực đến máy bay. UAV Lancet cũng có khả năng tấn công pháo binh và hệ thống phòng không của đối phương. Loại UAV đáng gờm này của Nga được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022, 5 tháng sau khi xung đột nổ ra. Sau đó, UAV Lancet được sử dụng trên chiến trường với số lượng tăng dần. Theo Sputnik, UAV Lancet là vũ khí đã gây hư hại hoặc phá hủy các xe tăng Leopard 2 và pháo tự hành Cesar mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, tính năng tự động nhận diện mục tiêu có hai lợi ích, đó là xác định mục tiêu cần tấn công nhanh hơn và đáng tin cậy hơn so với con người. Đồng thời, UAV có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi liên kết với người điều khiển bị gián đoạn vì bị gây nhiễu. Biên tập viên Hamlin nhận định, không có gì đáng ngạc nhiên khi tính năng này chỉ hoạt động với phương tiện quân sự. Các vụ tập kích của Lancet nhằm vào xe tải, tòa nhà hoặc binh sĩ đối phương không thể hiện tính năng nhận dạng. Nga không phải nước duy nhất áp dụng công nghệ nhận diện mục tiêu cho UAV. Các hãng sản xuất drone của Ukraine đang tìm cách phát triển khả năng tương tự. AeroVironment, hãng sản xuất drone Switchblade của Mỹ, gần đây tuyên bố đã phát triển phiên bản tự vận hành của mẫu đạn tuần kích này. Trước đó, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 38 của Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các thành viên của lực lượng này Bắn nổ một xe phóng UAV Lancet của Nga Cuộc tập kích diễn ra ở vùng Kherson Thời gian cụ thể không được tiết lộ Trong đoạn video UAV trinh sát của lữ đoàn số 38 Đã phát hiện ra một xe tải Kamaz 4310 của Nga Đang ẩn nấp trong một rừng cây Sau khi xác định xe tải này Được trang bị bệ phóng và mang theo 3 UAV Lancet Phía Ukraine đã sử dụng vũ khí tầm xa để tập kích Đòn tấn công chính xác Đã khiến phương tiện của Nga phát nổ Và bốc cháy dữ dội Truyền thông Ukraine nói rằng Cuộc tập kích xảy ra cách tiền tuyến Kherson khoảng 20 km, cho thấy khả năng gây thiệt hại cho đối thủ từ mọi khoảng cách của quân đội nước này. Ngày 29 tháng 2, chia sẻ với kênh 1 của Nga, khi được hỏi về bài báo của tờ New York Times liên quan tới mạng lưới gián điệp của Mỹ ở Ukraine, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, Alexander Botnikov cho hay cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA hiện có nhiều căn cứ ở Ukraine. Ông Botnikov nói Tình báo Mỹ đã ở Ukraine từ lâu và đang sử dụng nguồn lực này để thực hiện những công việc không trong sạch, tự làm và với sự hỗ trợ của các cơ quan đặc biệt Ukraine. Trước câu hỏi liệu Nga có thể tiếp cận các căn cứ của CIA ở Ukraine hay không, ông Botnikov cho biết công việc đang được tiến hành. Sự hợp tác về mặt tình báo giữa Mỹ và Ukraine được coi là mấu chốt cho khả năng phòng thủ của Kyiv trong bối cảnh xung đột đã bước sang năm thứ ba, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Theo New York Times. CIA và nhiều cơ quan tình báo khác của Mỹ đã cung cấp thông tin về những cuộc tấn công bằng tên lửa, theo dõi sự di chuyển của quân đội Nga và giúp hỗ trợ mạng lưới do thám. Nhưng Ukraine không phải là bên được hưởng lợi duy nhất. Sự hợp tác này thậm chí kéo dài trước xung đột, bén rễ từ cách đây hơn một thập kỷ, đưa Ukraine trở thành một trong những đối tác tình báo quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc đối đầu với Nga. New York Times đưa tin, vào năm 2016, CIA bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc công tinh nhuệ của Ukraine CIA được cho là cũng đã giúp đào tạo một thế hệ nhân viên tình báo Ukraine hoạt động ở khắp châu Âu và nhiều nơi khác có sự hiện diện của Nga. Trong suốt cuộc xung đột, nhân viên CIA được cho là đã chuyển tiếp nhiều thông tin tình báo quan trọng, trong đó có cả địa điểm Nga đang lên kế hoạch tấn công và những hệ thống vũ khí họ sẽ sử dụng. Ông Ivan Bakanov, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Ukraine cho biết, nếu không có CIA, chúng tôi sẽ không có cách nào chống chọi hoặc đẩy lùi Nga. Những mạng lưới tình báo mà cả Mỹ và Ukraine hợp tác xây dựng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Nga đang ở thế tấn công còn Ukraina chuyển sang thế phòng thủ. Kyiv ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động tấn công bằng tên lửa tầm xa, đòi hỏi phải có các nhân viên tình báo phía sau phòng tuyến của Nga. Theo giới phân tích, nếu Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ ngăn cản thành công gói viện trợ quân sự dành cho Ukraina thì quy mô hoạt động của CIA tại Ukraina có thể bị thu nhỏ lại. Theo New York Times, nhân viên của CIA đã lắp đặt thiết bị tại các căn cứ để thu thập thông tin tình báo, đồng thời phối hợp với những sĩ quan tốt nhất của Ukraina để tiếp cận các nguồn lực tiềm năng của Nga. Những sĩ quan này sau đó đào tạo các đặc vụ ngầm trên lãnh thổ Ukraine nhằm tiến hành các hoạt động du kích trong trường hợp bị chiếm đóng. Thông thường phải mất nhiều năm, CIA mới có thể tìm kiếm đủ niềm tin để tiến hành các hoạt động chung với một cơ quan tình báo nước ngoài. Nhưng với Ukraine, quá trình chỉ mất chưa đầy 6 tháng. Quan hệ đối tác đã giúp CIA thu thập được nhiều thông tin về Nga. Nhưng CIA vẫn có làn danh đỏ. Họ sẽ không giúp Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công sát thương một cựu quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chúng tôi luôn có sự phân biệt rạch ròi giữa hoạt động thu thập thông tin tình báo và hoạt động tấn công gây ra tăng căng thẳng. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược của Quân đội Mỹ, Đại tướng Anthony Cotton mới đây tuyên bố các thách thức mà Washington đang đối mặt hiện tại có sự khác biệt so với trước khi không phải một mà có hai quốc gia đang sở hữu năng lực hạt nhân tương tự với Mỹ, đó là Nga và Trung Quốc. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, thực tế này kết hợp với việc Triều Tiên phát triển hạt nhân, Tham vọng hạt nhân của Iran và sự tăng cường quan hệ giữa các quốc gia này đang làm cho tính toán chiến lược của Mỹ trở nên phức tạp hơn nhiều. Do vậy, tướng Anthony Cotton nêu ra khả năng Mỹ sẽ phải đối đầu với nhiều nước sở hữu vũ trang hạt nhân cùng một lúc. Tư lệnh Cotton cũng đề cập quan hệ giao dịch giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời cho biết quân đội Mỹ đang xác định rõ mối quan hệ này là gì và Bình Nhưỡng sẽ nhận được điều gì từ mối quan hệ mới với Nga. Trong tài liệu trình lên Ủy ban Quân sự, tướng Cotton đánh giá Triều Tiên đang phát triển và bố trí năng lực hạt nhân tầm ngắn tầm trung và xuyên lục địa có khả năng cơ động gây nguy hiểm cho lãnh thổ nước Mỹ, các đối tác và đồng minh trong khu vực. Ông cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng sẽ nối lại thử nghiệm hạt nhân nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể. Cũng tại buổi điều trần, Tư lệnh Không gian Mỹ, Đại tướng Stephen Whiting đánh giá Triều Tiên đã chứng minh được năng lực tác chiến điện tử có thể gây ảnh hưởng tới hệ thống vũ trụ của Mỹ và Washington đang theo dõi sát sao hệ thống vũ trụ của Bình Nhưỡng. Chuyển sang một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng đã chứng minh rằng nước này có kế hoạch cho việc NATO và Nga có thể sẽ xảy ra xung đột nếu Ukraine bị đánh bại. Ngoại trưởng Nga nói, ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chống lại Nga. Theo khái niệm "Freudian slip" (trượt lưỡi Freud) có ý nghĩa gần tương tự với hành động lỡ lời hoặc nói nhầm mà bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã buột miệng nói ra những gì nghĩ trong đầu. Trước đó họ nói rằng chúng ta không thể để Ukraine thua bởi vì Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ tiếp quản các vùng Baltic, Ba Lan và Phần Lan. Nhưng hóa ra theo tuyên bố công khai và rõ ràng của ông Austin thì ngược lại, chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có chúng, nhưng Mỹ thì có. Theo ông Lavrov, châu Âu hiện là nạn nhân chính của chính sách kéo Ukraine vào NATO của Mỹ. Tất cả các chi phí chính đã được chuyển sang châu Âu, người dân đang sống ngày càng tệ hơn, giá năng lượng tăng gấp nhiều lần so với những gì lẽ ra đã có thể xảy ra nếu Mỹ không cho nổ đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc. Ông cho biết tình hình xung quanh Ukraine là do Washington tạo ra để đảm bảo rằng EU không trở thành đối thủ quá mạnh của nền kinh tế Mỹ. Ngoại trưởng Nga nhận định thêm rằng mục tiêu này đã đạt được, châu Âu giờ không còn là đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Tất cả các doanh nghiệp và ngành sản xuất chính đang chuyển sang Mỹ, nơi các điều kiện hoàn toàn khác và năng lượng rẻ hơn nhiều. Bên cạnh đó, theo tờ Le của Pháp, việc phương Tây Úc mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga. Bài báo của Le Monde dẫn các nguồn tin chỉ ra rằng Pháp đã phủ nhận việc các lực lượng theo quy ước, dù có mặc đồng phục hay không, hiện diện ở Ukraine. Paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của Tổng cục An ninh đối ngoại tại Ukraine, đặc biệt là lực lượng từ các cơ quan chuyên hoạt động trong những khu vực khủng hoảng. Trong khi đó, các nguồn tin của bài báo cũng cho biết lực lượng quân đội dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Pháp chưa bao giờ vượt qua biên giới Ukraine mà chỉ huấn luyện cho các lực lượng của Kiev tại Ba Lan. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng triển khai lực lượng đặc biệt của nước này tới Ukraine, mặc dù không phải là các đơn vị quân đội lớn mà chỉ là các nhóm nhỏ những người hướng dẫn. Tờ Lâm Mông cho rằng động thái này lần đầu tiên được coi là một cách để tạo nên tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược cho Nga. Hoạt động huấn luyện mà Pháp muốn cung cấp cho Ukraine đặc biệt liên quan đến các hệ thống phòng không trên mặt đất vì các cơ sở này thường xuyên bị Nga bắn phá đồng thời cho biết sự hiện diện của binh lính Pháp hoặc các quốc gia khác có khả năng đảm bảo an toàn cho một số khu vực của Ukraine, đồng thời cản trở những nỗ lực của Nga nhắm vào các mục tiêu ở nước này. Hãng thông tấn AP đưa tin, các cuộc biểu tình rầm rộ của nông dân nhằm phản đối chính sách nhập khẩu nông sản từ Ukraine và chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu EU đang diễn biến vô cùng phức tạp. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp 27 nước thành viên EU đã trở thành thách thức lớn đối với các nhà lãnh đạo, buộc họ phải hành động trước sự phẫn nộ ngày càng gia tăng của nông dân. tờ Politico viết, các nhà lãnh đạo EU từ tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho tới thủ tướng Đức Olaf Scholz và thủ tướng Ý Giorgia Meloni đều đã cúi đầu trước cơn thịnh nộ của nông dân và đưa ra những nhượng bộ đắt giá. Theo đài RT của nga, trước diễn biến biểu tình phức tạp. EU đã phải lên tiếng kêu gọi Ukraine hãy thấu hiểu cho người nông dân EU và hãy gửi ngũ cốc sang các bên thứ ba thay vì các nước thành viên trong liên minh. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng nông nghiệp EU tại Bruxelles, Bỉ, hồi đầu tuần này, Ủy viên Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski cho rằng EU cần có các biện pháp khắc phục để chuyển hướng dòng sản phẩm nông nghiệp Ukraine sang các thị trường xuất khẩu dự tính ban đầu, đó là châu Á, châu Phi và Trung Đông, thay vì các nước trong liên minh EU. Trong khi đó, tờ Politico cho biết Ba Lan đang đàm phán với Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới giữa hai nước và dừng trao đổi hàng hóa. Trong khi đó, Kiev cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc biểu tình phản đối nông sản nhập khẩu Ukraine của nông dân Ba Lan. Trong những tháng gần đây, nông dân Ba Lan biểu tình chặn biên giới với Ukraine để ngăn nông sản và các sản phẩm khác từ quốc gia này. Người biểu tình cáo buộc ngành nông nghiệp Ukraine đang được hưởng lợi thế hơn so với các nước trong Liên minh châu Âu, EU. Tại diễn đàn Ukraine năm 2024 ở Kiev, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cáo buộc rằng khủng hoảng biên giới ukraine ba Lan là một phần trong chiến dịch của Nga nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev. Với những sự kiện diễn ra ở Ba Lan, Slovakia và Mỹ là những dấu hiệu cảnh báo ban đầu cho Ukraine. Chúng cho thấy sự ủng hộ của phương Tây đang suy giảm và thậm chí một số ứng viên sẵn sàng trao đổi việc hỗ trợ Ukraine để đạt được sự ủng hộ của các cử tri phản đối động thái này. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy xu hướng sụt giảm về mức độ ủng hộ Ukraine ở Mỹ và châu Âu. Điều này sẽ trở nên phức tạp hơn vào năm sau. Ngoài cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, các đối tác khác của Ukraine như Bỉ, Phần Lan, Đức, Romania và Anh cũng sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương. Các đảng chính trị cực hữu theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ và những nhóm này thường phản đối sự hỗ trợ cho Kyiv. Giới quan sát cho rằng trong trường hợp sự ủng hộ cho Ukraine suy giảm vào năm 2024, cộng đồng quốc tế sẽ gây sức ép lên Kiev để nước này phải đàm phán và có thể là ký một thỏa thuận có lợi cho Moscow. Ngoài ra, kịch bản trên cũng cho phép Nga tổ chức lại lực lượng và hoạch định lại chiến lược. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, vừa qua theo kênh Al Jazeera, ông Abu Obeida, người phát ngôn của lữ đoàn qua thuộc Hamas, đưa ra tuyên bố trên Telegram rằng có thêm 7 con tin bị giam giữ ở giải Gaza đã thiệt mạng do các cuộc bắn phá của Israel. Cánh quân sự của lực lượng Hamas cho biết có thêm 7 con tin bị giam giữ ở giải Gaza đã thiệt mạng do các cuộc bắn phá của Israel. Theo kênh Al-Jazeera, ông Abu Obeda, người phát ngôn của lữ đoàn Qasam thuộc Hamas, đưa ra tuyên bố này trên Telegram ngày 1 tháng 3. Hamas đã xác nhận thông tin này thông qua cuộc điều tra trong vài tuần qua sau khi mất liên lạc với các tay súng đang giam giữ con tin. Liên đoàn Sam cho biết, ba trong số 7 con tin đã được xác định danh tính, nhưng không nói rõ thời điểm bảy người này thiệt mạng. Theo Hamas, tổng số con tin thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel có thể đã vượt quá 70 người. Hamas đã bắt giữ khoảng 250 người Israel và người nước ngoài trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel. Trong đó, khoảng 130 người vẫn đang bị giam giữ. Trong thời gian đình chiến kéo dài một tuần do Qatar làm trung gian vào tháng 11 năm 2023, 105 con tin đã được thả để đổi lấy 150 phụ nữ và trẻ em Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Trước đó, tờ New York Times đưa tin, Israel đã thay đổi chiến lược trong đàm phán để giải phóng các con tin, tỏ ý sẵn sàng trao đổi các tù nhân Palestine để nhận con tin về. Tờ báo trên dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, trong một bước tiến quan trọng về chính sách đàm phán để giải phóng con tin bị Hamas bắt giữ, các nhà đàm phán Israel phát ra tín hiệu rằng Israel có thể thả một nhóm tù nhân Palestine nổi tiếng thụ án tù dài hạn để đổi lấy tự do cho một số con tin Israel vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Theo từ báo trên, phía Israel đã đồng ý riêng với đề xuất của các nhà đàm phán Mỹ về việc trao đổi 15 người Palestine đang thụ án theo các tội danh liên quan đến khủng bố để lấy 5 binh sĩ Israel đang bị Hamas cầm tù. Theo đề xuất của Mỹ, dự kiến mục đích là đổi được tự do cho 40 trong số gần 100 người bị Hamas bắt giữ, bao gồm cả phụ nữ, người bị thương và người già. Báo Washington Post cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Byrne đã đề xuất thỏa thuận mới về việc thả những con tin còn lại ở giải Gaza. Ông Byrne đã trình bày phiên bản thỏa thuận mới của Mỹ trong cuộc đàm phán với các đại diện của Ai Cập, Israel và Qatar diễn ra tại Paris, Pháp vừa qua. Các nguồn tin cho biết, nội dung thỏa thuận này thể hiện mối quan ngại của Mỹ đối với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại Gaza, đồng thời đưa ra lộ trình ba bước nhằm giải cứu số con tin còn lại đang bị các bên giam giữ. Theo đề xuất, Bước đầu tiên là tăng đáng kể lượng viện trợ nhân đạo cho cư dân trong khu vực xung đột. Điều này bao gồm việc tăng số xe cứu trợ nhân đạo, cung cấp nơi trú ẩn cho những người Palestine phải di rời, mở lại các cửa hàng cung cấp thực phẩm và xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Bước thứ hai là dần đưa người Palestine di tản trở về nhà trong thời gian ngừng bắn. Bước cuối cùng là đạt được thỏa thuận về việc thả con tin, song các nguồn tin không đưa ra chi tiết cụ thể. Nguồn tin lưu ý một trong những trở ngại chính trong quá trình đàm phán là khả năng trả tự do cho Magwan Bagoti nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào Fatah, 64 tuổi, đang thụ án trung thân trong một nhà tù của Israel. Hạng tin CNN Mỹ dẫn tin từ các quan chức chính quyền cấp cao đưa tin. Các quan chức tình báo và chính quyền Mỹ lo ngại rằng Israel đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ vào Liban. Nếu nỗ lực ngoại giao không ngăn chặn được các hành động của lực lượng Hezbollah, cuộc tấn công của Israel vào Liban có thể diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm nay. Một nguồn tin của CNN cho biết mặc dù quyết định cuối cùng của Israel vẫn chưa được đưa ra, nhưng nỗi lo lắng trong nội bộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đủ nghiêm trọng đến mức cuộc thảo luận về khả năng tấn công của Israel đã xuất hiện trong các cuộc họp giao ban tình báo dành cho các quan chức chính quyền cấp cao. Quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, chúng tôi đang giả định rằng một hoạt động quân sự của Israel sẽ diễn ra trong những tháng tới. Trong những tháng gần đây, các cuộc tấn công xuyên biên giới hàng ngày của cả Israel và Hezbollah đã khiến hàng chục nghìn cư dân Liban và Israel phải rời bỏ nhà cửa. Israel đã bắn pháo, phòng máy bay phản lực và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu, trong khi Hezbollah đã tấn công tên lửa về phía Israel. Những ngày gần đây, Israel đẩy mạnh chiến dịch không kích, đem bom sâu hơn vào Liban. Các cuộc tấn công tuần trước trong phạm vi 27 dặm quanh thủ đô Beirut. Trước đó, Israel đã tấn công thành trì Banbek của Hezbollah ở phía đông bắc Liban, đánh dấu cuộc tập kích sâu nhất vào lãnh thổ nước này trong nhiều năm. Một nguồn thạo tin tình báo Mỹ cho biết, có những lo ngại rằng các cuộc tấn công này sẽ phát triển thành một chiến dịch không kích mở rộng, vươn xa hơn về phía Bắc và vào các khu vực đông dân cư của Liban, và cuối cùng phát triển thành một chiến dịch tấn công trên bộ. Nguồn tin này cho biết thêm rằng, trung báo động đã gieo trong cộng đồng tình báo Mỹ. Trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thì xung đột ở giải Gaza cũng có chiều hướng gia tăng. Báo hiệu trào lửa Trung Đông đang ngày một căng thẳng hơn. Theo tờ The Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tuyên bố đã loại bỏ nhiều thành viên của lực lượng Hamas khi IDF tiếp tục thực hiện chiến dịch quy mô lớn ở khu vực Zaytun trong thành phố Gaza và tấn công một số khu vực ở cả miền Trung lẫn miền Nam của giải Gaza. Theo AFP, Cơ quan Y tế Gaza thông báo ít nhất 79 người thiệt mạng trong cuối tháng 2, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua lên 300.000 người. Cơ quan này cho hay nhiều trẻ em đã thiệt mạng do suy dinh dưỡng, mất nước và nạn đói lan rộng tại Ansifa, bệnh viện lớn nhất ở thành phố Gaza. Tòa án công lý quốc tế, International Court of Justice (ICJ) cho biết Nicaragua đã đệ đơn kiện Đức ra trước ICJ với cáo buộc cung cấp tài chính và viện trợ quân sự cho Israel, cũng như ngừng cấp kinh phí cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA). Theo lập luận của Nicaragua, Đức đang vi phạm công ước về nạn diệt chủng năm 1948 và công ước Geneva năm 1949 liên quan tới luật chiến tranh tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Nicaragua đề nghị ICJ ra phán quyết khẩn cấp, yêu cầu Đức dừng hỗ trợ quân sự cho Israel và nối lại tài trợ cho UNRWA. Giới chức Đức, Israel chưa bình luận về động thái. ICJ chưa ấn định thời điểm mở phiên tranh luận, thường diễn ra trong vòng vài tuần kể từ khi cơ quan này nhận đơn kiện. Các nhà tài trợ lớn cho UNRWA, bao gồm cả Mỹ và Đức, đã đình chỉ tài trợ sau khi có cáo buộc rằng Khoảng 12 trong số hàng chục nghìn nhân viên người Palestine của tổ chức này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tại Israel của Hamas. Theo quy định, ICJ thường mất vài tuần kể từ khi nhận được đơn kiện để ấn định một ngày tiến hành điều trần về bất kỳ yêu cầu nào ban hành các biện pháp khẩn cấp. Hồi tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một trong những chính trị gia hàng đầu đến Israel kể từ cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas. Tại đây, ông Olaf Scholz đã thảo luận với người đồng cấp Benjamin Netanyahu về việc cung cấp và tiếp cận viện trợ nhân đạo cho Gaza. Ông đề cập việc cần thiết phải ngăn chặn sự leo thang hơn nữa của xung đột trên toàn khu vực. Tòa án công lý quốc tế được thành lập bởi Hiến trương Liên Hợp Quốc năm 1945 tại hội nghị San Francisco, Mỹ, cũng là nơi Liên Hợp Quốc được khai sinh. Tuy nhiên, trong số 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng Ủy thác, Tòa án Công lý Quốc tế và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc ICJ là cơ quan duy nhất không nằm ở New York. ICJ bắt đầu hoạt động năm 1946, trụ sở tại Cung điện Hòa bình, The Hague, Hà Lan. ICJ có hai vai trò giải quyết các tranh chấp pháp lý giữa các quốc gia đệ trình lên theo luật pháp quốc tế, tham vấn các vấn đề pháp lý liên quan các cơ quan của Liên hợp quốc. Trong gần 80 năm thành lập, Tòa án Công lý Quốc tế dù trung bình xét xử hai vụ mỗi năm, song được coi là ánh sáng cuối cùng khi đối thoại giữa các quốc gia không hóa giải được tranh chấp thưa quý vị nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại